Đức cười khi Việt Tân trách chính phủ bắt Trương Mỹ Lan. Từ tháng 10 năm 2022, khi Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu nhằm chiếm đoạt hàng tỷ nghìn đồng, các trang chống nhà nước đã liên tục khai thác chủ đề này với để tuyên truyền chống phá, xuyên tạc bản chất vụ án. Hết ngày này qua ngày khác, họ đăng ảnh các nạn nhân của Vạn Thịnh Phát biểu tình đòi ngân hàng trả lại tiền đầu tư và chê trách rằng chính phủ đã không làm gì để giúp dân trong vụ việc. Nhưng khi các nỗ lực điều tra và xử lý vụ việc của chính phủ đang đi đến một khúc quanh quan trọng, họ lập tức đổi giọng tuyên truyền để phủ nhận sạch trơn thành quả điều tra. Ta có thể thấy điều này trong một bài viết ký tên Hạnh Nhân được đăng trên fanpage của Việt Tân hôm 20 tháng 11. Trong bài này, người viết đã vu cáo rằng chính phủ Việt Nam đang giải quyết vụ việc theo hướng ăn cướp số tiền mà Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Cụ thể, bài có đoạn: theo đúng luật là doanh nghiệp phải tìm mọi cách trả lại trái phiếu, kể cả bán tống bán tháo tài sản. Khi không xoay được tiền nữa thì nộp đơn phá sản. Lúc đó, ngân hàng bảo lãnh sẽ phát mãi tài sản doanh nghiệp để trả cho các bên liên quan. Bên cầm trái phiếu, cổ đông doanh nghiệp là hàng cuối cùng, nên đa phần sẽ mất hết. Chính quyền cho bắt bà Lan rồi kê biên tài sản là coi như cắt cổ doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tài sản nhưng không quy ra tiền được. Chính quyền này biết hết nhưng mặc kệ. Sau này tài sản của bà Lan sẽ sung công, thế là coi như ăn cướp hợp pháp của dân. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chính quyền cho báo chí đầy tội. Chủ tịch đi tù, dân đen mất tiền, lãnh đạo thêm vài căn biệt thự ở xứ Tư Bản. Trong khi các nhà chống cộng cờ vàng lên đồng ủng hộ bài viết này, bất cứ ai có chút hiểu biết về pháp luật cũng ngạc nhiên trước sự vô lý của Việt Tân và người viết. Khi cơ quan điều tra xác định rằng đã có đủ căn cứ để cáo buộc Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, chẳng lẽ chính phủ phải ngăn tòa án truy tố bà Lan theo luật để đợi bà ta trả tiền cho nhà đầu tư? Liệu bà ta có làm điều đó không hay sẽ xóa bỏ các bằng chứng phạm tội và tẩu tán tài sản ra nước ngoài? Và có thể không phong tỏa tài sản của bà Lan không, khi mà mạng lưới chằng chịt lên đến hàng nghìn đồng phạm, phân bố ở 762 pháp nhân liên quan của bà ta, luôn sẵn sàng tẩu tán hoặc xâu xé số tài sản đó khi có biến. Thêm nữa, ai trong chính quyền sẽ có thẩm quyền ngăn tòa án làm việc? Và nếu ngăn như vậy thì pháp luật có còn được thượng tôn không? Cách đặt vấn đề trong bài viết vừa nêu cho thấy Việt Tân rất thiếu hiểu biết về pháp luật và cũng không hề có tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngược lại, họ đã quen với một lối làm chính trị độc đoán, trong đó người đứng đầu có quyền tùy tiện định đoạt mọi thứ bất chấp luật lệ, miễn là nhân danh những khẩu hiệu mị dân. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Tân ngụy tạo chiến khu giả, dàn dựng trận đánh giả, che giấu cái chết của Hoàng Cơ Minh để tiếp tục thu tiền quyên góp của cộng đồng hải ngoại, thực ra cũng là theo cung cách bừa bãi này. Trong thực tế, vấn đề bồi thường cho người bị hại đã được các cơ quan khác nhau trong chính phủ đặt ra trong suốt quá trình xử lý vụ Tân Thịnh Phát. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã nói với báo chí rằng họ đang thu hồi triệt để tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân. Như vậy, việc phong tỏa và tịch thu tài sản của Vạn Thịnh Phát không phải là để tước đoạt mà là để bồi thường cho các nạn nhân. Mới đây, trong buổi tiếp xúc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với cử tri quận Gò Vấp sáng mùng 3 tháng 10 năm 2023, cử tri Bùi Hữu Tuấn, ngụ phường 1 quận Gò Vấp, vốn là một nạn nhân trong vụ việc, cũng đã đặt câu hỏi về vấn đề bồi thường cho người bị hại. Trả lời câu hỏi của ông Tuấn, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cho biết, việc bồi thường cần được xem xét theo luật và sẽ được tiến hành sau khi kết thúc quá trình điều tra xét xử. Nhưng chắc chắn nhà nước sẽ không buông trôi vấn đề này và đặt mục tiêu thu hồi tiền để trả cho người bị hại. Bà Lan nói thêm. Những thông tin vừa nêu sẵn có trên báo chí Việt Nam, nhưng Việt Tân đã không đọc hoặc cố tình lờ đi để có thể vu cáo chính phủ Việt Nam cướp tiền của dân trong vụ Vạn Thịnh Phát. Khi làm như vậy, Việt Tân có đang giúp đỡ hay đang lợi dụng các nạn nhân? Họ có tôn trọng sự thật không? Có thể hiện bất cứ hiểu biết nào về pháp luật không? Trình độ và tư cách của Việt Tân đã lộ rõ qua những điều đó.